trong khoảng giá 2,5 tỷ và bạn muốn sở hữu một chiếc xe hạng sang, gầm cao thì bạn nên cân nhắc chiếc xe này. Lexus RX 200T, sản xuất năm 2016. Xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với Hà Nội Ca. Và ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến anh chị và các bạn mẫu xe bán chạy nhất của Lexus tại thị trường Việt Nam. Đó là chiếc Lexus RX. Và phiên bản hôm nay tôi giới thiệu đó là chiếc RX 200T, sản xuất năm 2016 và mới lăn bánh hơn 5 vạn km. Ở phần đầu xe thì các bạn có thể dễ dàng nhận ra những chiếc Lexus thông qua đèn taillight ban ngày hình chữ L. Và chiếc xe này được trang bị cụm đèn LED dạng bi kết hợp với lưới tản nhiệt hình con suốt đặc trưng. Ngoài ra thì xe cũng được trang bị 4 cảm biến phía trước cũng như là đèn mở rộng gương chiếu và đèn gầm. Ở phần hông xe thì các bạn có thể quan sát thấy là xe được thiết kế mới với đường dập nổi từ phần mũi xe cho đến phần đèn hậu, giúp cho chiếc xe có cảm giác khỏe khoắn và thể thao hơn so với phiên bản tiền nhiệm với thiết kế bo tròn. Ở phiên bản này thì xe được trang bị bộ lốp là 235/55R20. Với đường kính 20 inch thì chiếc xe nhìn sẽ khỏe khoắn hơn, thể thao hơn và la răng thiết kế hình cánh hoa. Và dàn lốp này được lắp vào tuần thứ 10 năm 2020. Ở phần cốp xe thì các bạn có thể quan sát thấy là tất cả các chi tiết nỉ này vẫn còn rất là sạch và vẫn còn rất là mới. Không gian rất là rộng và bộ đồ nghề rất ít sử dụng. Ở vị trí hàng thứ hai thì tôi có cảm giác ngồi rất là thoải mái khi mà không gian thiết kế cực kỳ rộng rãi. Và chiếc xe này cũng rất ít người ngồi cho nên là hàng ghế sau thì còn rất là mới và trần xe cũng vậy, cực kỳ mới. Thực ra những chiếc xe sang thì chắc chắn là vật liệu để thiết kế cũng như sản xuất đều là những vật liệu cao cấp nhất. Và bây giờ tôi đang ngồi trong khoang nội thất của chiếc RX với không gian rất là rộng rãi. Chiếc xe này thì được trang bị màu ghế là màu nâu kết hợp với màu tapi là màu cà phê, cực kỳ sáng trọng. Mà cái màu này được khách hàng yêu thích nhất của Lexus. Ngoài ra thì với rất nhiều tính năng của một chiếc xe sang, đó là xe được trang bị 3 vị trí nhớ ghế, các núm điều khiển, hệ thống lên xuống kính, vô lăng bọc gỗ Shimamoku với 38 ngày và 67 công đoạn để chế tạo được một chiếc vô lăng này, giúp cho chúng ta có cảm giác cầm, nắm rất là thoải mái, cực kỳ là mát. Trên vô lăng thì có các phím bấm, đó là các điều chỉnh âm lượng cũng như là chế độ ga tự động cruise control. Và màn hình thì chiếc xe này được trang bị màn hình truyền thống với hai vòng tròn lớn và chiếc xe này đã lăn bánh được 5,6 vạn km. Tiếp theo là màn hình giải trí thì xe được trang bị màn hình 8 inch kết hợp với âm thanh vòm 12 loa Lexus cao cấp. Phía dưới là chi tiết cụm đồng hồ. Chiếc đồng hồ này thì rất là đặc biệt, không có nút bấm, chứng tỏ là chiếc đồng hồ này định vị theo GPS và các bạn có thể thoải mái di chuyển và chiếc xe vẫn có cái thời gian rất là chính xác. Cần số vẫn còn rất là mới này. Và cái màn Tupac điều khiển cái màn hình cũng như là 5 chế độ lái của chiếc RX, các bạn có thể lựa chọn ở vị trí này. RX 200T được trang bị động cơ 2.0 turbo tăng áp cho công suất tối đa là 234 mã lực và kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Chiếc xe này thì chỉ có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình là 86 lít trên 100 km, cực kỳ tiết kiệm và rất phù hợp với điều kiện đường xá Việt Nam. Hiện tại chiếc RX 200T này đang được Hà Nội Ca chào bán với mức giá là 2 tỷ 495 triệu. Nếu như các bạn đang quan tâm và muốn sở hữu một chiếc xe hạng sang trong tầm giá thì đây là một lựa chọn đáng cân nhắc. Và nếu như các bạn đang muốn tìm một chiếc xe cũ, một chiếc xe đã qua sử dụng thì các bạn có thể tham khảo hơn 100 mẫu xe tại địa chỉ website hanoika.vn. Hoặc trực quan hơn thì các bạn có thể đăng ký kênh Hà Nội Ca, bởi vì chúng tôi sẽ còn quay trở lại hàng ngày với các video giới thiệu các mẫu xe hữu ích để các bạn có thể quan tâm và quyết định sự lựa chọn của mình. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.